Úi dồi ôi, đẹp quá. Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Úi giời, anh em thấy không? Úi dồi ôi. Thì clip hôm nay mình sẽ làm về một siêu phẩm M4A1 Bonbit Demonic. Úi dồi ôi, chất lượng chưa? Thì cảm ơn bro Thanh Tùng đã cho mình mượn cái tài khoản của bạn ấy để làm vô làm clip review cho anh em xem. Nghe bạn ấy nói sương sương bạn ấy quay có 8 củ mới like em nó thôi mà. Úi dồi ôi, nghe chua chát chưa anh em? Nhưng mà công nhận là em nó đẹp thật. Cái lớp skin phải gọi hầm hố nhất trong cái bảng Bonbet luôn đi mình. Qua đi. Nhưng mà cây nó là anti AI anh em ơi. Lên vào chế độ zombie em nó bắn cũng khá là bình thường, lên không có gì gọi nổi trội cả. Nhưng mà cái này vô AI đừng mạnh, nó là một thế giới mới. Như anh em nào zombie AI nhìn cái này cái nước miếng nước dãi định bệnh chảy đồng đìa ngay. Còn vô chế độ zombie thì em nó táp táp vui vui thôi. Chứ sấy thì mình thấy hơi lạc. Khuyến mãi thêm chơi nữa, đời mới khó bắn trúng vai nổi. Với một cái thằng trình độ gọi là gìm câm tào lao bí đao như mình thì bắn hết xui mê rồi thôi anh em ạ. Sấy bừa bừa vào đầu được thì ngon, không vào đầu được thì mình chạy. Tập ba cua để làm gì đâu. Ui anh Tơ, anh Tơ, anh Tơ, anh Tơ nhìn thằng kia lại xiên còn lại like nhìn qua em nữa. Đừng vậy anh hơi ba phải nhá anh Tơ nhá. Nó đá hết thằng này qua thằng khác á. Nó không tập trung vào một đối tượng gì. Đây, 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 đây. Ui dồi ôi, nó quay lại. Ui. Mày, mày đập cái bánh cho phải. Chưa quen. Ôi trời ơi. Vâng, thường thường là chúng ta có game mà 4 bộ con bit thì chúng ta sẽ đập bán cho phải. Nhưng mà không, đối với một phiên bản Bonbet nâng cấp như thế này, chúng ta cầm nguyên cái bán đằng sau lện vào đầu zombie. Quá là quá là bá. Nện. Nào, tao nữa. Ấy à, thế lện ra ngoài đấy anh em ơi. Nện. Ui giời, được chưa? Liếm pha liếm cây nhẹ ba mạng luôn. Trong nhà này mấy anh em ba Z đứng trong nhà thủ á. Đó thế nào được, lại thêm anh Tơ muốn bị nện anh Tơ. Ơ kìa. Bút cánh này đó. Ngầu lòi, ngầu lòi. Nhưng mà công nhận cái cây này lớp skin nó màu đen đen anh em, đỏ đỏ, huyền bí. Quá đẹp. Đây, thêm thằng này cận chiến nữa nào. Ui, cái hitbox định bệnh nó cứ bị, ôi rồi hồi sinh. Cái hitbox này màu mè nhá. Bay 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 hết thời gian chứ không chị tá lại cũng lên đường với mình đấy. Đẹp chưa, đẹp chưa. Ôi trời ơi, còn nhấn số 1 thì anh em có thể chuyển qua gọi là lướt rút. Nhấn M thì anh em sẽ boost tốc độ cho cả phòng. Nhưng mà chỉ áp dụng được ở trong chế độ AI thôi anh em ơi. Còn chế độ zombie là không có hiệu ứng gì nha. Chỉ có cái cánh cho nó màu mè thôi. Và anh em có quyền lợi VIP với người ta. Quyền lợi VIP là anh em động 2 viên đạn trong tất cả các súng rifle. Và nếu ở trong chế độ AI thì đồng đội của anh em sẽ được cộng 3 viên đạn. Cả phòng được cộng luôn nha. Và tính năng thì nó chẳng và tính năng khi anh em ở trong chế độ AI thì anh em sẽ cộng điểm chí mạng và thêm một mạng ở bên trong chế độ AI nữa. Thì anh em có thể thấy là cái cây này là sự kết hợp giữa của cây Predator và cái cây M4A1 Bonbet. À, cái này chứ. Ui ôi, trời, đừng nhìn em như vậy chứ. Ăn cận chiến này trời ơi. À, không, zombie đang ít, mình đang làm cái gì vậy? Tí nữa là mình cận chiến anh Tơ rồi. May quá, mấy bạn kia cho mình sửa sai anh em ạ. Cái cây này nói chung là anti AI mà. Anh em nào muốn mình làm về chế độ AI thì đừng quên comment và một để lại cho mình một like và một subscribe bên dưới để cho mình biết anh em có thích mình đi AI bằng cái cây này hay không. Chứ mình nghe nhiều anh em bên sếp Huy Quy nói là cây này bá trong AI lắm. Nhưng mà vẫn chưa có cơ hội trải nghiệm. Nhưng mà bây giờ cứ phải làm zombie trước anh em. Ai à, được đam vào đầu khủng khiếp quá anh em ạ. Có khoảng một viên hai viên vào đầu thôi là chúng ta xuyên giáp cái là được một kill ngay. Ý, chị tá gì đây, ra đây chị tá. Làm tí không? Cái mắt nó sáng rồi em nhỉ. Cái mắt của Demon nó sáng khủng khiếp. Con địch bệnh sắp vào đầu ra nó khủng khiếp thế nhỉ. Cái này táp bá thôi anh em ạ. Mình cảm giác vậy. Ui sấy nó cũng bá cơ. Sấy tầm gần thì mắc phê. Mắc phê. Nào lên đây nữa nào. Mắc phê. Trời ơi. Bắn vài chục viên rồi nhấp nháy rồi. Liếm cận chiến phải còn easy luôn. Easy. Easy. Trời. Quẩy quá anh em ơi. Cái bom này, cái bom gì đâu. Đẹp thế nhở. À, flat à. Flat này. Mình cứ tưởng nó là bom chậm công ty chứ. Ui, quẩy quá. Tiếp nào. Quá về. Phải này nhìn hơi lạ. Sợ ngọc. Bắt đi kêu bậy em zombie luôn. Ai ạ, ai ạ, ai ạ, ai ạ, định bậy nó chạy rồi.
Úi giời ơi, còn khuyến mãi thêm cho em bom chậm nữa chứ. Em slow motion. Thôi qua đây móc anh em ơi. Kệ đi. Móc mày đâu phải cho nhanh như thủ này, thủ nữa. Chết mất. Không lấy hái gì ta. Thủ này. À, TMP vẫn thủ, anh em ơi. Lì. Ây da. Mất bị kịp à. Tham. Úi xời ôi. Quẹt, đung đưa. Quẹt quá nhanh em ơi. Ôi tính ra y tá không muốn lấy hái quẹt nhanh ý chứ. Quẹt mày con. Ôi xời, liếm luôn. Quẹt đấy em. Quẹt. Úi giời, như đang chém nhanh vậy. 3 kill, clear team. Thì để anh em chiêm ngưỡng thì chúng ta sẽ nhấn phím K nha anh em. À, review súng. Úi xời, ngầu quá rồi. Nhấn M là bút cánh nha anh em. Ngầu quá. Cái này anh em phải thấy là mình cầm một cái sợi dây chuyền ở trên tay. Hút linh khí à. Và chắc ở trong chế độ AI thôi. Chế độ zombie có vẻ là nó sẽ không có hiệu quả gì vậy. Đẹp quá, còn bây giờ bên CQQ nó còn ra cả 3 giết thiên sứ với 3 giết ác ma nữa mà. Mình thì được may mắn là được mặt dày. Đẹp trai không bằng che mặt, mình đi mình mượn được cái 3 giết thiên sứ mình test đam rồi, bắn cũng ok phết. Cũng bằng những cái ba giết bình thường thôi, nhưng mà nó có những cái hiệu ứng như là khi anh em móc súng ra thì anh em sẽ có một cái như kiểu là cái gì găng tay laser xoẹt qua cái hiệu ứng ánh sáng khá đẹp. Nhấn mờ thì mút cho tất cả đồng đội trong phòng chạy nhanh. Còn cái cây ba giết bonbet demon thì mình vẫn chưa cứ bình thường được test em ạ. Không hiểu đấy. Úi trời ơi. Ôi bạn ơi để mình bạn ơi. Bạn không chém được nó thì ơ kìa, bạn không chém được nó rồi bây giờ bạn đã qua đâm mình là sao? Mình đâm bạn luôn. Úi sổ rồi chết luôn. Những được double kill cận chiến. Ngon thế nhỉ? Việc nhẹ lưng cao anh em ạ. Hu mẹ. Ok. Ơ kìa, chỉ lùi như thế là chém không chém trúng được ạ. Cứ phải để mình ra tay cơ. Đây, em qua đi tái. Hu mẹ. Lịch cái homie cậy thế nhỉ. Mất giáp tao lao mày. Mày đàn giáp tao lên được. Không hóa sao này đâu. Không hiểu. Mình cần chiến là quá tay anh em ơi. Khoai quá. Cầm cái cây này cảm giác cần chiến nó cứ bị lực cái nào anh em ạ. Thường anh em ngày xưa cầm báng thôi. Bây giờ nó cầm nguyên cái báng sau đập được. Nhìn lực vãi nổi. Đây. Ui chết luôn. Zombie bị mình cần chiến hết rồi. Cái thể để zombie đông lên. Đây. Thêm cái cận chiến. Ôi rồi không liếm được. Một giây nữa thôi liếm cái cận chiến là clear rồi. Ô mìa, không khó. Quay lại là vỡ mồm ngay, đám to quá. Cái này mà vác vào thử trong càng bắn càng gây đam sao ta. Cái lượng đam của nó có khủng khiếp không nhỉ? Được ấy, đáng để mình có thể test đấy. Cái này hình như ra bên CQQ cũng hơn được 1 năm rồi anh em ạ. Nhưng mà muốn sở hữu em nó vẫn khá là tốn kém. Tại vì nghe bạn chủ ạc nói là cũng phải mất 8 củ để có thể sở hữu được em nó. Nghe chua chát quá anh em ạ. Nhưng mà nếu mình nghĩ là anh em nào đam mê bộ môn AI thì cũng có thể sở hữu em nó. Tại vì cái này chuẩn bị cập nhật ở bên CQQ Việt Nam rồi đấy. Ái da, đập không chết. Ừ, bên sẽ quỳ 1 năm rồi cuối cùng đã được trải nghiệm. Quá phê. Ai à. Tôi chơi núp này, thôi. Mình ra mình kiếm cái này mình đập. Zombie nó ối vào đấy không liếm được kìa. Tôi chơi núp rồi anh em ơi. Dùng thế anh tớ. Lao lên mà đâm nó đi nhanh cơ. Tá được gì tao. Hay quá. Chém đi. Anh tờ nhá. Cứ me đi nhá. Linter này cay nhá nhở. Nếu cứ me cơ hội nó ra nó chở các em ạ. Em xịt.
kìa. Đàm lỗi. Cay chưa? Úi dồi ôi chị ta. Chị nức vậy ai chơi. Ai à, tơ lao lên rồi đấy. Đấy tơ bắt đầu xông pha hiến máu anh em ơi. Đồng zombie rồi. Bên xếp quy này hiện tại ở trong cái chế độ V4 này kiểu chiến binh giờ nó mạnh quá. Cũng ít người chơi. Giờ nó chuyển qua chơi nano hết rồi. Úi dồi ôi. Zombie tuy là y tá các thứ nhiều nhưng mà cái súng yếc ống bên này nó quá khủng khiếp ấy. Ai tầm yếc các thứ nó free hết ấy. Em xin. Nhìn đi đâu mà nhìn, nhìn đi đâu mà nhìn. Ui còn thủ đó chị. Lao vào mà đơm nhau chứ. Bạn này chơi không? Ui vỡ mồm luôn này. Làm to quá. Đam to quá, trời ơi, phê quá anh em ơi. Anh tơ này cứ chơi áp cả, trời bẩn, tơ bẩn. Nào làm trận cuối em ơi. Tính người ta test những chế độ khác nữa. Cái này mà test ở trong chế độ zombie không thì cũng hơi bổ phí thật. À, khi mỗi lần mình giết một con zombie thì có hiệu ứng khi chết luôn anh em ạ. Được hết nhở. Ui giật mày. Mày này. Tại đây giờ mình cận chiến đấy, mình cứ cận chiến gần đấy. Mình không thể ứng sắp sắp mặt lờ rồi nó. Đứng xa bắn mới thấy. Bút cánh này. Bay đi anh em. Bút cánh nhìn cũng lực cơ, gồng nắm tay lại. Ui dồi ôi, trốn một giây rồi là bốc hơi luôn. Lao hơi nhanh nhá chị tái nhá, lao hơi nhanh nhá, chị đề nghị chị thắng cấp nhá. Tên lửa gắn vào đít là hơi nhanh. Giật 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 giật. Lạc thế nhở. Ôi hóa ra mày muốn chọn cái chết. Hóa ra mày muốn chọn cái chết. Nó ở một phương nào đó nó liếm cái giáp của mình. Quá là cay. Nào vô đây. Mày vô đây. Mày nhờn. Ôi ôi thua kìa. Solo thua kìa. Ok thôi clip của mình đến đây thôi nhá. Anh em muốn mình làm thêm về cái này trong chế độ gì nữa thì đừng quên comment bên dưới. Thôi bye bye anh em và những clip tiếp theo.